Xin chào các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay và tất cả các anh chị đang xem livestream trực tiếp trên Facebook. Và xin tự giới thiệu, tên đủ là Đinh Văn Tạo và hiện tại là đang làm trong lĩnh vực công nghệ IT. Và hiện tại là đang quản lý cân nặng trong nhãn hiệu Quality. Và ngày hôm nay của bạn đồng hành vừa chia sẻ cùng Tạo đó là chị Hồng Sương. Chào các nhà, mình tên là Dương Hồng Sương, hiện tại là mình đang làm công tác trong quảng bá sản phẩm. Và hôm nay rất vui được đồng hành cùng Tạo trong cái buổi chia sẻ sản phẩm hôm nay. Ngày hôm nay thì Tạo muốn chia sẻ với chị Sương đó, một cái sản phẩm mà thông thường thì chị Sương ở nhà thì khi bị chị Sương bị sốt hoặc chị Sương bị cảm thấy là mệt người á, thì chị Sương hay dùng cái gì ạ? Mình thường dùng cam chanh, nước cam nước chanh để mình uống để tăng sức đề kháng, hoặc là mình mua vitamin sủi ở ngoài á để mình uống để mình tăng sức đề kháng á. Thì thông thường đó là khi mà chị Sương dùng thì chị Sương dùng cảm thấy là nó rất là nhanh đúng không? Cũng nhưng mà được thôi à. Nhưng mà chị thấy là khi mà dùng cam chanh thì chúng ta biết là khi mà dùng nhiều quá thì nó sẽ gây hoại tử đúng không? Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì em cũng có một cái sản phẩm giúp hỗ trợ chúng ta vừa giúp tăng đề kháng và vừa chúng ta để mà chúng ta an toàn dạ dày của mình, đó là một cái sản phẩm mà ngày em muốn chia sẻ với chị, đó là vitamin C của Nutrilite. Thì vitamin C này có tác dụng là tăng cường sức đề kháng, và thứ hai là giúp cho chị làm sáng cái làn da của mình nè, và thứ hai là giúp mình thanh lọc độc tố ra. Và ngày hôm nay em sẽ làm một cái ví dụ minh họa để chị thấy là nó thanh lọc độc tố như thế nào ha. Ok chị, đây, và đây là hai cái ly mà mình tưởng tượng như hai cơ thể mình ha. Và đây là tế bào, ví dụ gọi là tế bào mình ha. Đây. Thông thường đây là khi một cơ thể mình á, đây là bộ vinin, là một cái loại mà rất cùng màu da mình á, để nó tẩy cái da mình nó khắc phục. Thì giống như là một cái bình thường á, mình ăn á thì có phải là hàng ngày mình có thể ăn rau củ quả thì có chứa chứa sâu đúng không? Nhũ dầu nè, và đặc biệt là cá có thể chứa phần ure nè. Và đặc biệt khi mà ra ngoài chỉ thấy môi trường ô nhiễm á, thì mỗi ngày chúng ta ăn một ít vô thì nó hết khói bụi vô, thì có nghe cơ thể chúng ta càng ngày chúng ta càng bị là độc tố bắt đầu xâm nhập đúng không? Đó, chị thấy tế bào bắt đầu đen đúng không? Dạ, bị oxy hóa đen hù luôn. Và đây là thông thường á, khi mà cơ thể chị mình thông thường cảm thấy mệt đó mà cảm thấy sốt, mình sẽ uống nước vô, thì cơ thể mình 70% là nước ha. Thì em uống cho nước vô đi. Đây à, thấy nó sai lại đúng không? Có thể chị thấy nước nó thanh lọc đúng không? Nó bắt đầu nó lỏng đúng không? Đúng rồi. Đầu lỏng ra. Thì em sẽ chia hai cơ thể này ra, một bên em sẽ dùng chanh, và một bên em sẽ dùng viên của Nutrilite ha. Em cũng để tới vào hôm nay ha. Mình sẽ chia hai cơ thể này ra để mình thấy cái sự đồng đều đó ha. Ok, mình chưa đều, mình sẽ đều đều ha. Rồi thì em sẽ cắt một cái quả chanh ra. Đây quả chanh, mình sẽ cắt cái ha. Rồi, ok. Thì em một bên lý thì em sẽ nhờ chị Sương bóc chanh vô ha. Ok. Một bên em sẽ Vinutrilite này em sẽ bẻ đôi ra, bẻ tư ra. Thì một cái viên này á thì là 250g C và chiết xuất từ bột của quả cherry. Bột đông khô á chị, là nó sẽ nén lại rất là cứng. Và khi mà có tử mình á. Em lại đây ha. Thì em sẽ dùng một phút tư thôi. Em sẽ để đây. Rồi một phút nhỏ thì em sẽ mời chị ngậm để chị cảm thấy nó có vị chua, vị chát như thế nào. Và đặc biệt trong cái viên này á, là chị biết là có thêm cái cùi trắng của cam quýt á, thì nó sẽ có vị chát chát đúng không? Chị thấy vừa chua chua vừa chát chát đúng không? Chua. Chua đúng không? Và một bên đây thì chị thấy là bây giờ em mời chị quậy luôn ha. Chị quậy thấy coi như thế nào. Thì khi mà cái viên vitamin C vào cơ thể của mình á, thì nó sẽ bắt đầu nó dạ dày mình co bóp. Rồi cái tay mình đang minh họa giống như là đang co bóp dạ dày đó. Chị thấy bắt đầu cái nước á, bắt đầu nó chuyển ra màu trắng hơn đúng không? Đúng. Nó thanh lọc độc tố ra. Thì khi mình quậy càng sâu á thì nó sẽ càng lâu á, thì những cái viên tế bào trong cơ thể của mình á, thì bắt đầu nó sẽ lọc sạch ra. Cái gạo nó trắng rồi. À đúng rồi chị. Đó, mình thấy trắng đúng không? Đúng. Rồi ok. Thì thông thường á thì nãy là em nói là chị là khi mà dùng chanh nhiều quá nhiều á thì mình sẽ gây ra những người mà lép qua tử á, thì họ sẽ không dùng được, hoặc là một thời gian mà dùng lâu á thì mình sẽ bị đau qua tử không? Thì em nói vitamin C của Nutrilite thì nó sẽ không làm bị là lép dạ dày.
tại vì trong cái vitamin C này á, nó sẽ lọc ra được những thành phần axit citric á, để những thành phần axit có lợi để cho cơ thể mình nó trung hòa được. Và ở bên ngoài dùng thiên nhiên thì nó có dùng có những cái lợi và cái hại chung luôn. Và đây là giấy quỳ, em sẽ kiểm tra giấy quỳ ha. Đây là giấy quỳ nè chị ha. Và nếu màu đỏ thì nó sẽ là axit, còn màu mười mấy là kiềm thì nó sẽ là bazơ, đó là kiềm. Tại vì em sẽ ha. Rồi một bên em sẽ nhờ chị Sương cắm vô cái ly cam ha, nước cam ha, nước chanh để nó đổi màu luôn tớ ơi. Đây cái này nó là trung tính đúng không, chị thấy trung tính. Và một bên làm chị dùng chanh nè, một bên thì dùng viên nutrilite nè, thì nó sẽ trung hòa và mình uống là an toàn cho cái cơ thể của mình đúng không ạ. Rồi khi mà chị thông thường mà khi chị mệt á, thì khi mà chị uống hết mệt rồi, uống chanh hết mệt, uống vitamin hết mệt rồi, thì một cái yếu tố mình sẽ quan tâm nhất là mình dùng hết vậy thì nó có tiếp tục nó bị lại không. Thì thông thường khi mà chúng ta ăn uống xong chúng ta hết mệt, chúng ta phải đi làm đúng không, chúng ta phải tiếp cận lại xăng nè, xe có bụng hàng ngày nè, ăn thực phẩm vô đúng không. Ở bên này cũng nhiều hơn ha, bên này mình cũng ăn cũng hai tương tự nó vào luôn. Rồi thì khi mà chị lắc cái ly lên á, chị cầm cái ly á ha, chị lắc thôi, thì chị lắc lên hay thấy tế bào nó lộ tụt lại đúng không, thì cái cơ thể bắt đầu nhiễm độc lại. Nhưng mà cái viên của Nutrilite á, chị thấy là nó là viên cô đặc, khi mình dùng á là 250 mg đủ trong một lần mình dùng á, thì nó sẽ giúp mình là hâm độc tố. Và cái đặc biệt mà em muốn chia sẻ với chị nữa là nó giúp cho mình cái là cái không, khi mà chị dùng vitamin C rồi á, một người nào họ bệnh đó, và giống như một cái cơ thể là cơ thể khỏe nè, và một cơ thể bệnh nè, thì vào nó sẽ kháng lại chị ha, nó sẽ kháng lại thì nó sẽ không bị bệnh. Khi mình dùng vitamin C á thì nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng lên, và những người bệnh đó, thì nó sẽ tiếp cận mình, nó sẽ không có tình trạng là mình bị cảm sốt mình không. Thường mình ở máy lạnh chị thấy là người ta vào á sẽ hít phải những người bệnh hắt xì một cái mình sẽ cảm thấy sẽ theo, mình sẽ kéo theo. Và khi mình dùng vitamin C của Nutrilite thì nó sẽ không bị dạng là cảm cúm và tăng sức kháng mình tốt hơn. Hướng dẫn cho chị về cách demo chị xem về minh họa này á, thì thông thường khi một sản phẩm tối vậy á thì chị sẽ quan tâm về cái giá thế nào đúng không? Đúng rồi. Có phù hợp với kinh tế gia đình này không? Và thì hôm nay em cũng sẵn sàng em chia sẻ với chị là mức mà hiện tại em đang sử dụng em mua đó là 4.600 đồng một viên, và hiện tại cái hộp này 100 viên. Và chị có thể dùng từ 1 đến 2 tháng. Và chị biết là một cái viên này đó, hồi nãy em nói ban đầu đó là một viên cô đặc, thì nó sẽ tương đương nó tầm là khoảng là 600 gram chanh và 900 gram bưởi. Thì không biết là hiện tại là ở nhà chị mua bưởi, thông thường mua bưởi ở nhà để đi ăn đó, thì nó tầm khoảng bao nhiêu vậy? Trái ký mấy đó, nó tầm 60.000 trái á. Ồ, 60.000. Thì thay vì đó, một tháng chị có thể thay đổi và ăn bưởi tháng, và mình bổ sung thêm vitamin C hàng ngày này là chỉ 4.600 viên thôi, nó chỉ bằng một cái giá ỉa xe mình đó, nó rất là phù hợp với kinh tế của mình và giá cực hợp lý, và đặc biệt nó giúp chị bảo vệ được cái sức khỏe của mình và đặc biệt là gia đình của mình nữa. Chị thấy như nào? Thấy giá cũng hợp lý. Có gì thì mình sẽ liên hệ lại với cái bạn mà giới thiệu mình ngày hôm nay á. Và ngày hôm nay thì sử dụng cái sản phẩm này. Và ngày hôm nay thì em cũng mời chị chia sẻ livestream này, thì chắc hai chị em mình chào khán giả ha, chào các anh chị đã theo livestream này nha. Rồi, cảm ơn xin tạm biệt các anh chị đã xem livestream này. Xin chào các anh chị.